có Phật thuyết, nhất thiết pháp, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát phát thị ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát, hà dĩ cố, Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả, đức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát không đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh chơn thị Bồ Tát. Tu Bồ Đề. Đã giảng về cái mà cứu tính là không có ngã, tức là tha sạch cái ngã chấp đó. Tu vô, tu vô đề, bạch di phạt, nó thấy công mà. Cái thiền nam tính nữa, khắc cái bồ đề tam đó, bồ đề tam cao nhất đó, làm sao mà trụ thế nào mà hàng phục tam phải thế nào, thì ta hỏi thầy là quen ấy, cũng là hỏi vợ đó, thì Phật ở trên nó đã có giải thích cái cả đời rồi thì đủ rồi á. Chỗ này á có cái thí dụ với giải thích nó chặt đẻ hơn Phật nói với tôi Bồ Đề, nó sẽ chuyển nam tính tính nữ á, mà có khách tới anh là tôi đã tâm dự tâm Bồ Đề tam đó là phải như vậy nè, là phải độ hết tất cả chúng sinh độ hết tất cả chúng sinh rồi á, thì không có một chúng sinh gặp mà được độ. Như vậy là mau thưởng á, ở trên đã có nói rồi đó, không có ngã tướng, không có chúng sinh tướng, thì làm sao mà có chúng sinh để mình giật đạo. Nếu mà nó không á, thì lọt vào cái cúng cúng người á, để việc những mà mình chắc thật có thì á cũng là lọt vào cúng thứ nhất, còn chắc thật không á thì cũng lọt vào cúng thứ nhì. Cho nên ở đây á, nó tha chụp bẻ. Tại sao vậy? Nó nói tu vừa đề á, nếu mà Phò Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có Phò giả tướng á, thì không phải là Bồ Tát. Cũng như mà có ta độ chúng sinh thì là ngã tướng, có chúng sinh để cho ta độ thì có chúng sinh tướng, thì làm sao mà làm Bồ Tát được. Bồ Tát là tha hết cái ngã chấp rồi đó, không những là nhân ngã chấp, thắt ngã chấp cũng tha, thì là Bồ Tát. Chứ không phải như thế gian đó, tha được cái tiểu ngã mà còn cái đại ngã. Còn nó ở lại đó, tương với đại ngã, tiểu ngã đều phải tha hết. Luôn cả cái pháp mà nói tha ngã đó đều cũng phải tha. Cho nên nó tiếp theo nó tại sao vậy? Nó tu Bồ Đề thật là không có cái pháp như bằng mà pháp Bồ Đề tam đó. Cái này đó, A Nậu Tô La Tâm Dự Tâm Bồ Đề là tối thượng Bồ Đề, là cao nhất đó, tức là thành thật đó. Cái này là tha lần thứ nhất rồi nha. Tôi Bồ Đề ý mà thế nào? Hồi trước á, tôi Như Lai về Thích Ca tự chân á, nói tôi ở nhân đăng thật á, có pháp được cái tối thượng Bồ Đề không? Thì tôi Bồ Đề trả lời không, thế cũng không. Theo đó, tôi hiểu cái nhã của Phật nói đó, thì đó, Phật trước đó, ở nhân đăng không có cái pháp mà được
được cái thượng Bồ Đề. Phải như thế, như thế phải rồi. Thiền á, thượng Bồ Đề thì không có cách khác mà ta như là đó mà đắc được cái thượng Bồ Đề. Nếu tôi Bồ Đề, nếu mà có cách khác mà tôi đắc được cái tối thượng Bồ Đề đó, thì nhân đang thật không thọ trí tôi thành Phật. Sang môn này đó thật là không có cái pháp gọi là tối thượng Bồ Đề, cho nên á tôi không có bắt được cái đó cho nên nhân đang thật mới thọ trí tôi thành Phật. Hiểu rồi, thích sang môn này đó. Tại sao vậy? Tại nó chính như vậy, tức là tất cả pháp như nhã, cái như nhã là phải thân mình kinh nghiệm, nó là nguyên nhã rồi. Nếu mà chỉ là ở trong ngoài đó lời nói dân tự thì không có nguyên nhã được. Nhưng mà người mà chưa có ăn qua cái lượng nữa, không biết ngọt là cái gì. Ví dụ nói ngọt á, mặc dù tưởng ngọt á, mình nói được, nhưng mà cái ngọt đó không phải là nguyên nhã. Cái ngọt chỉ là lời nói, không phải kinh nghiệm. Khi mình á giải thích chữ ngọt, mình nghe á cũng không biết ngọt là cái gì. Mình thấy thích thân á nếm chút xíu đường á, mới biết ngọt là vậy đó. Cái kinh nghiệm á thật chính á mới là nhân nhã. Nếu có người nó đặt ra Thích Ca nó được tối thượng Bồ Đề đó là không đúng tối Bồ Đề thì thật á thì không có cái pháp nào đó nói là đặt đắc được cái tối thượng Bồ Đề đâu. Ở chỗ này đó, cái khúc này đó, đặt quét cái tối thượng Bồ Đề đó, quét tới sao bảy lần đó, để rồi quét tới dưới thật á thì người ta dễ tin. Còn quét tích thật quét luôn á thì người ta khó tin. Cho nên nó nói đi nói rồi á thì cứ nói là thật không có pháp nào mà cái bằng A Nội La La Tâm Diệu Đa Bồ Đề đâu. Cái pháp á, cái bằng tối thượng Bồ Đề đó, nó không có thật mà không phải hư. Nghe đó, thật với hư là đối lại. Thường thường người ta tưởng là không phải thật, không phải thật tức là hư. Nếu mà vậy thì lọc vào cái cuối thứ nhì á, bởi vì thật là cuối thứ nhất, hư hư tức là giả là cuối thứ nhì, không có thật mà không có hư. Cho nên á Phật nói tất cả pháp đều là thật pháp. Nếu mà nói tất cả pháp đều là thật pháp á, chấp nó là thiệt á thì cũng là sai. Nên Phật nói với tôi Bồ Đề, nói tôi Bồ Đề chỉ cần tôi nói nhất thiết pháp á, thật á là không phải nhất thiết pháp, chỉ là cái giả danh là nhất thiết pháp, tức là cái nhã ba câu á. Trước giờ đã nói rồi đó. Cái câu thứ nhất thì chắc thật là có nhất thiết pháp. Câu thứ nhì á thì tha cái nhất thiết pháp nó thi chẳng phải nhất thiết pháp. Câu thứ ba đó là cái danh nhất thiết pháp, danh là giả danh, tức là nhất thiết pháp cũng là giả danh, thi nhất thiết pháp cũng là giả danh. Còn cái câu thứ ba đó, giả danh cũng là giả danh, tức là cái câu thứ ba đó quyết luôn câu thứ nhất, câu thứ nhì quyết luôn tới bổn thân câu thứ ba nữa, nói là lũ ngã ba tô ở trong kinh Kim Cang á. Sau này á trước sau đều là cái ngã ba tô đó, cũng như tiếp theo nè, cứ nhìn cái thân người đó cao hơn thì á đặt nói cái thân người á nếu là cái bằng đại thân mà
Câu thứ nhì là phi đại thân. À, câu thứ ba là thị danh đại thân. À, cũng là cái ngã ba câu đó. Biết sạch hết. À, nếu mà Bồ Tát hãy nhìn thấy, à, hãy quyết sạch như thế mới được. À, cho nên á, nó độ hết tất cả chúng sinh. Nếu mà nói ta hãy độ hết tất cả chúng sinh thì không được gọi là Bồ Tát. Để vậy á, còn có ngã chấp, có ta, có chúng sinh, à, chấp thật, không được gọi là Bồ Tát. Tại sao vậy? Tại không có cái thật thật gọi là Bồ Tát. Bởi vậy, Bồ Tát là câu thứ nhất, như Bồ Tát là câu thứ nhì, thị danh Bồ Tát là câu thứ ba. Cái ngã ba câu á, Bồ Tát cũng quyết, khi Bồ Tát cũng quyết. Cái giả danh á, Bồ Tát cũng là giả danh, khi Bồ Tát cũng là giả danh. Cái giả danh đó cũng là quyết luôn. À, thì á, cái ngã ba câu á, nói đi nói lại á, thì à, nói tất cả pháp á đều phải là không có cái tối tương đó, tức là quyết. Cái tối tương đó là ngã tương, nhìn tương, tương tình tương, thọ giả tương. Thọ giả tương tức là cái thời gian đó, thọ giả là chỉ cái thời gian đó. Nên tất cả pháp á, nếu mà không có thời gian á thì tức là không thiết lập cái pháp được. À, cũng như tôi ngồi đây á, thì tôi nói thời gian á thì liên hệ với cái không gian, với số lượng. Không gian, thời gian, số lượng á cũng như là cái tường nhà đó, vũ trụ vạn vật cũng là căn nhà rồi đó. À, nếu mà không có cái tường nhà đó thì căn nhà nó sập, không có cắt lên căn nhà được. Cũng như bây giờ vũ trụ vạn vật đó, mình thấy rõ ràng, nếu mà ba món này á, không gian, thời gian, số lượng á, ở trong vũ trụ vạn vật mà rút ra á, thì vũ trụ vạn vật là tiêu dần dần. À, cũng như tôi đi đường ngồi đây nè, cũng phải có ba cái món này. Ba món này á, đều không có bản thể, chỉ là ba cái khái niệm ở trong vọng tâm của mình thôi. Bây giờ không gian cũng không có bản thể, thời gian cũng không có bản thể, mà số lượng cũng không có bản thể, chỉ là ba cái khái niệm. Nhưng mà vũ trụ vạn vật không được rời khỏi ba cái khái niệm này. Nếu mà rời khỏi ba khái niệm này là tiêu diệt. Cũng như tôi ngồi đây, tôi ngồi chỗ này là chiếm được cái không gian. À, từ 61 tuổi, 61 là số lượng, còn á 61 năm đó, cái tuổi đó là thời gian. Nếu mà ba món này, ba cái khái niệm này rút ra đó, thì tôi ở đâu? Tôi còn đâu? À, tất cả các nhân loại, các chúng sanh, tất cả đều phải có cái thời gian. À, bây giờ á, cái thời gian cũng là cái ngã tướng. Nhân loại là đại ngã, cũng là ngã tướng. Chúng sinh là cái đại ngã lớn hơn hết á, cũng là ngã tướng. Thì phải tha hết tất cả ngã tướng á mới được làm là Bồ Tát. À, nếu mà nói là Bồ Tát, nói ta được trang nghiêm cái thật độ thì không được gọi là Bồ Tát, bây giờ còn chắc ngã. À, và nói trang nghiêm á thì cũng là ngã ba câu nè. Trang nghiêm thật độ là câu thứ nhất, khi trang nghiêm là câu thứ ba, thị danh trang nghiêm là câu thứ ba. À, câu thứ nhất là trang nghiêm, câu thứ nhì là phi trang nghiêm, câu thứ ba là thị danh trang nghiêm. À, thì á, kinh Kim Cang từ lào tới cuối đều là ngã ba câu. Cho nên á, Bồ Tát phải không đặt cái ngã ba câu nè. À, cái pháp vô ngã được thâu hết đó, Phật mới nói là cái đó mới kẹt là Bồ Tát. À, nếu mà Phật giác còn nói tu độ chúng sinh, có chúng sinh cho tôi độ thì tức là không phải Bồ Tát.
không phải chẳng Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Lai hữu nhục nhãn phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Lai hữu thiên nhãn phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Lai hữu huệ nhãn phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Lai hữu pháp nhãn phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Lai hữu Phật nhãn phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Hằng Hà Trung sở hữu xa Phật thuyết thị xa phủ. Như Thị Thế Tôn, Như Lai thuyết thị xa. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, Như Nhất Hằng Hà Trung sở hữu xa hữu như thị xa đẳng Hằng Hà. Thị chư Hằng Hà sở hữu xa số Phật thế giới. Như Thị Minh Vi Đa Phủ Thậm Đa Thế Tôn. Phật giáo Tu Bồ Đề dĩ sở gốc độ trung, sở hữu chúng sanh nhược thiên chủng tâm. Như Lai Bất Chi Hà Dĩ Cố. Như Lai Thuyết Chi Tâm Giai Chi Chi Tâm Thị Danh Chi Tâm. Sở dĩ giả hà, Tu Bồ Đề quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tiếp theo đó, muốn biết đó, coi coi mà những người mà tất cả người nghe Pháp có hiểu được cái ý của Phật hay không? Rồi hỏi thử lại, nói Tu Bồ Đề, cái ý mà thế nào? Thế Tu Bồ Đề là đại diện cho tất cả người nghe Pháp đó. Cái ý mà thế nào? Phật đó, có cơ nhục nhã hay không? Thì Tu Bồ Đề nói, có. Thế Tôn, Phật có nhục nhã. Tức là cái con mắt phạm phu bây giờ nè. Rồi, Phật hỏi tiếp, nó ý là thế nào? Phật đó, có khen nhã hay không? Thiên nhãn thì là người cõi trời á, có thiên nhãn. Cái giờ đó mình á, nhục nhãn á, thì có cái ngăn cách á, mình không có, cũng như vết thương nè, mình không có coi ra bên vết thương bên kia được. Còn thiên nhãn á, thì coi ra bên vết thương bên kia cũng được. Nó không có gì chứng ngại. Thì á, Tu Bồ Đề trả lời nó có, có thiên nhãn. Giờ ta hỏi mà ta có huệ nhãn không? Thì đó, Tu Bồ Đề trả lời nó có, Phật có huệ nhãn. Cái này cho bằng ngũ nhãn, cái bài kệ giải thích ngũ nhãn. Ví dụ, trả đem ra. Thân nhãn không chi ngại, nhục nhãn ngại chi thân. Sắc nhãn vô quan tịch, huệ nhãn hữu chi không. Sắc nhãn ở thật nhãn chưa quen nhục, chiêu diệu ở lành đồng. Tức là cái thân nhãn thì nó không có chứng ngại. Nhục nhãn thì chứng ngại không có không. Còn khắc nhãn á, thì chỉ quan cái tập tế, tập tế đó, còn huệ nhãn á, thì chỉ khi cái tế tình đế đó, còn cái thật nhãn á, thì cũng như mà một ngàn cái mặt trời đó, cái chiếu của mặt trời á, mặt dài nó khác, nhưng mà cái thể nó
cùng là một, không có khác. À, thể hoạt động. Mặc dù đó, có 1.000 mặt trời nó khác á, nhưng mà cái sự chiêu đó, nó không có khác. À, cái thể nó không khác. Cái dụng khác mà cái thể không có khác. Cái bằng là chiêu vị chiêu đó, thì cái dụng đó, vị là khác á. Nhưng mà cái thể nó, vị là khác á. Vì là khác, lộn là không khác á. À, cái thể thì không có khác, nhưng mà cái dụng thì nó khác. Cái này là hình dung cái con mắt của Phật á, thì chỉ là một cái mặt trời đã là sáng. Cái này là 1.000 mặt trời thì thật là trong con mắt của Phật là hơn 1.000 mặt trời chứ không phải là chỉ là lấy trời để ví dụ thôi. À, tức là cái cảnh giới Phật thì là không có cái nào mà không thấy không biết. À, thì á, người nhân dân á, người ở lời á thì chỉ có nhục nhãn, người cõi trời thì có thiên nhãn. Nếu mà người tu Phật pháp á mà được chứng quả á, thì là có pháp nhãn, có huệ nhãn, phải tốt chứng tốt quả vị Phật rồi đó thì mới lũ hết năng thứ nhãn. À, thì bằng ngũ nhãn đó thì Phật á lũ hết năng thứ nhãn. À, còn á bây giờ á mình á chỉ là nhục nhãn thôi, người cõi trời là chỉ có thiên nhãn thôi. À, nhưng mà mình á từ xa cái tự tu của mình á, mình chứng quả có thể mà coi thanh nhãn, coi huệ nhãn. Ừ, cái chừng mà chừng mà nó uống sạch hết á, biết chân hết á, tức là không tích cực, cái dụng tích cực á thì là có thanh nhãn. À, rồi á Phật tiếp theo hỏi tôi Bồ Đề, nó yêu mày thế nào? Nghe á, cái cách của ở trong tâm hành hạ á, hành nói phải cách hay không? Thì á, tôi Bồ Đề trả lời phải. À, phải cách. Rồi á, hỏi tôi Bồ Đề nó có ý mày thế nào? Mà á, cũng như mà cách của một con tâm hành hạ, mà mỗi một cách á, là một tâm hành hạ. À, cảm ơn. À, như vậy đó thì á tất cả các ở trong tâm hằng hà á, với là hằng hà á, một học cách là một tâm hằng hà, thì á cái tốt nó biết bao nhiêu thì mỗi một học cách là một thế giới thật, tức là một tâm thiên tài trên thế giới đó. Em để trước lại tôi giải thích rồi đó. Thế giới á là nhiều á không? À, thì trả lời nó nhiều, nhiều lắm, hay cho là nhiều lắm. Rồi Phật nói, à, tu Bồ Đề à, cái bao nhiêu vô lượng vô biên thế giới đó, à, như cái tốt cá đó, à, tất cả chúng sinh có bao nhiêu cái tam đó, và nói đến tam kinh đó, thì tam nó không biết bao nhiêu, à, nhưng mà ta vượt lũ cái tam đó, thì á, Phật đều biết hết, à, tại sao vậy? Thì là cũng là nâng cái ngã ba câu đó. À, nếu mà thấy được cái ngã ba câu đó thì tất cả chỉ là ở trong cái ngã ba câu mà thôi. À, tam tức chi tam thì danh tam đó. À, à lại cuối cùng nó sạch nó với tôi Bồ Đề đó. À, quan thế tam tất cả đắc diện đại tam, tất cả đắc vị lai tam, rất là tam. Cái này đó hồi nãy mình nói đó, không gian thời gian có lượng á, ha, cái này quan thế đoạn đại vị lai là thời gian. À, ở lai đó là đặt tăng cái khái niệm thời gian, ba cái khái niệm đều ở trong tam. Cho nên người chân tánh á, nó là đập bể hư không,
tức là tha tăng, cái khái niệm không gian. Thì thật á, một cái tha tăng á, thì tất cả đều tha tăng. Thế là ba cái khái niệm này đó, mặc dù nó ba cái danh từ nhưng mà nó liên hệ với nhau. Bất cứ chỉ một vật gì đó đều phải có ba cái khái niệm này, cũng như cái sách này nè, à, cái vở này, cái bàn, à, nhà đều phải có nằm ở trong ba cái khái niệm như cái sách này, ha, sách này chiếm cái không gian đó, còn sách này á sản xuất ra tới bây giờ lại bỏ cái thời gian. Và cái thời gian, ở trong thời gian là có cái số lượng. Có mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Tất cả vật gì đó đều không được rời khỏi ba cái khái niệm này. Nhưng mà ba cái khái niệm này là vô vô, không có bản thể. Thì mình biết đó, cái vận thật thế giới này đều phải vô ba cái khái niệm này mới tăng ra được. Nếu không có ba cái khái niệm này thì vũ trụ là có thể đạt được. Biết tha tăng ba cái khái niệm này đó thì tất cả đều biết hết, không có cái nào mà không biết là vậy đó. Ư lề đề ư vân hà nghiệp hưởng ngôn mạng tam thiên đại thiên thế giới thất bảo dị dụng bố thí tự nhân dị thị nhân duyên đắc phước đa phụ như thị thế tôn thử nhân dị thị nhân duyên đắc phước thậm đa. Cứ đề đề, dược phước đức hữu thiệt, như lai bất thiết, đắc phước đức đa, dị phước đức vô cố, như lai thiết, đắc phước đức đa. Ở trên á, thì nó sẽ xanh á, nói là cái công đức và phước đức á, tu thi này á, được giác ngộ thành Phật á, cái phước đức nó tiêu diệt cho lượng á, không có hết được. À. Nhưng mà á, Phật còn sợ mình tắt cái phước đức á, cho là thật, à, cho nên á, ở lại á, tha luôn cái phước đức đó, à. Phật nói á, nếu mà cái phước đức có thật á, thì Phật không nói là phước đức nhiều, tại á, cái phước đức cũng là tăng thân, đối với hồi nãy thì nó nói là ba cái khái niệm này là hư vô, cái thứ nhất là phải chứng nhận ở trong ba cái khái niệm này, à, cái khái niệm này là còn chiếm hơn ra thì làm sao mà thức lực chân đập ở đâu, à, cho nên Phật nói thức thức lực nhiều là tại thức lực cũng không có thật. Bây giờ về ưu ý văn hà, Phật đã giữ cụ túc sắc thân kiến phổ. Tất giả thế tôn, Như Lai bất ưng, dĩ cụ túc sắc thân kiến. À dĩ thế Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức tư cụ túc sắc thân. Thủy dân cụ túc sắc thân, tư đề đề, ư ý văn hà. Như Lai trả dĩ cụ túc chư tướng kiến phổ. Tất giả thế tôn, Như Lai bất ưng, dĩ cụ túc chư tướng kiến. À dĩ cố, Như Lai thuyết chư tướng cụ túc, tức tư cụ túc, thủy dân chư tướng cụ túc. Thì tiếp theo á, Phật cũng à, muốn thử coi á, Phật là hiểu thấu cái ý của Phật không? À, thì lặp đi lặp lại cũng là không ngoài cái ngã ba câu á. À. Phật hỏi Tu Bồ Đề nói ý mà thế nào? Phật á, nếu mà lấy cái sắc thân nè, được thấy Phật hay không? Thì Tu Bồ Đề nói không. À. Phật á, là vô hồng vô tướng, không được mà lấy cái mà sắc thân mà thấy được. Mà lại, cái sắc thân á, mặc dù là ngủ á, nhưng mà cũng là nằm ở trong nhã ba câu. À, sắc thân, tức khi sắc thân, thì danh sắc thân. À, tức là Phật á, lấy cách này hỏi coi, rồi lấy cách khác hỏi nữa. À, lũ tư cách lễ tôi sai lễ rồi, lễ tôi mà người nghe pháp á, được hiểu rõ không? À, nếu mà được hiểu hết á, mới là được hiểu thôi cái ngã ba tôi á. À,
tức ra Phật vẫn hỏi Bồ Đề nó thế nào, yêu thế nào. À. Là có thể lấy tất cả tướng, không phải chỉ là cái thách thân, thách thân thôi, tất cả tướng để thấy không, để thấy được cái thật không, thì trả lời nó không. À. Tất cả tướng nếu là một tướng nằm ở trong ngã ba câu thì tất cả tướng cũng nằm ở trong ngã ba câu vậy. À. Cho nên á, nó tất cả tướng là lũ, tức là không là lũ, cho nên gọi là tất cả tướng là lũ. Tất cả đều không có ngoài ngã ba câu. À. Cho nên nó không có cái nào mà tất thật được. Tướng tất thật không được. Chẳng hỏi tên, khi tên cũng tác thật không được. Thường thường á, nó không có tên, rồi không tác cái tên lại tác cái khi tên. Tức là nó không có tên. Tất nhiên là không có tên là thật á. Thì cũng là, còn nằm ở trong ngã ba câu. À. Cũng là ở trong ngoài tư cư á. Không có đẹp tư cư. À. Không hiểu sâu ngã ba câu này. Cho nên đặt hỏi như hỏi vậy là muốn cho người ta người nghe pháp được hiểu thấu cái ngã ba câu này. Cái lời về ngữ đặc nghệ như các tự niệm ngã đương hữu sở tiếp pháp mà các tự niệm hà dĩ đế nguyệt lai ngô như lai hữu sở tiếp pháp tức như nếu mà nói cách khác là thiệt á, người ta còn tư thơ là tin, còn nói cách khác là không phải thật, người ta là tin. Thật nha, nó tu bồ đề. Chứng chứng cũng là nằm ở trong nhà ba câu rồi. Chứng chứng, chứng chứng chứng, thì dân chứng chứng. À. Cũng là nằm ở trong ngã ba câu vậy. Chính tâm còn không tôi có thiệt á. Thì làm sao mà tôi hát thiệt được. Hát là lấy thiết cho chúng tôi nghe. Còn chúng tôi còn tôi có thiệt. Làm sao mà tôi có hát mà thiệt được. Nè. Nên mà cái lòng tin cũng vậy.
còn chung cũng nằm ở trong nhà đã có rồi. Thì chung chung á, khi chung chung thì dân chung chung là cũng là nhà đặt câu rồi. Bồ đề bạch Phật nhân thế tôn Phật đắc A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề như vô sở đắc gia nhân như thị như thị. Bồ đề ngã ư A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề mẹ chí vô hữu cửa pháp cả đất tự dân A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề. Ở lại đây cái điều này đó là thay mặt cho từng cơ đó cho tất cả người nghe pháp, mà sợ người nghe pháp á còn tin còn chưa đủ nên hỏi thật lại mà cái đối tượng điều này đó rồi cái đối tượng điều này đó là hãy vô đất mắt người ta tức là không có được á. Được mà tại sao nó không có được? Thật mà như thế à. Không có được một chút xíu cho nên nó là gọi là giấc ngộ cao nhất. Nếu mà có được một chút xíu thì không có được gọi tên là giấc ngộ cao nhất. Để được thành công thì cũng còn thứ tư về về tự pháp bình đẳng vô hữu cao hạ tự danh A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chỉ vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiện pháp tức đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tu Bồ Đề sở ngôn thiện pháp giả Như Lai thuyết tức phi thiện pháp tự danh thiện pháp. Phật đó người tất cả nghe pháp không dịch tất cái lời của Phật à, cho nên á Phật ngôn thế nào quý thế đó không cho người ta mà nghe lưỡi cái lời nói của Phật mà tất thật à, thì nói tới tất thật á nếu mà thật là thật á thì có cao tất thật bởi vì thật cũng là nó tin nhã ba Phật thơ á à, nên không có cờ, không có sát. Giấc ngộ đó nó là cái giấc ngộ bất cao, tức là không có cái tối tôn đó. Đã như chung sinh thọ giả đó. Mà cũng còn tu tất cả pháp thiện. Nếu mà không có tu tất cả pháp thiện, tức là chắc việc không rồi. À, cũng là chắc. À, tôi tất cả phát triển thì được chứng được cái giấc ngộ cao nhất. Nhưng mà nó có phát triển đó, nếu mà chắc có phát triển mà thật đó, thì cũng không được. Cho nên cái phát triển nó cũng là nằm ở trong nhà bà câu đó. À. Bây giờ đó, thật mất ta, nhưng mà ta cũng không phải là thật. À, nó chung cũng không phải là thật. À, tức là cái lời nói của Phật á chỉ là phương tiện tạm thời thôi, không được mà chắc là thật. À, Phật lúc trước Pháp cũng nói tư vậy. À, nhưng mà cái tôi nó không phải là thật. Nhưng mà người phàm phu đó thì tưởng là có tôi à, nhưng mà phàm phu cũng là nằm ở trong nhã ba câu. Phàm phu trước khi phàm phu thì danh phàm phu à, thì cái chuyện khác đó thì đó cũng nằm ở trong nhã ba câu đó, chuyện khác khi đề đề giữa tam thiên đại thiên thế giới chung sở hữu chư tư duy sanh nguyên như tự đẳng thất đạo tụ hữu nhân trì dụng bố thí giữa nhân dị thử bát nhã ba la mật kinh nại chí tứ phú kệ đẳng họ trì độc tụng
vị tha nhân thuyết, ưu tiền phước đức, bách phần bất cập nhất. Bách thiên vạn ức phần, nãi chí toán số, chí dụ, sở bất năng cập. Cái này là so sánh cái công đức đó. Ở trên cũng đã có nói rồi đó. Cái thất bảo đó, chắc là tam thiên bảy thiên thế giới để bố thí được cái công đức là lớn nhất rồi, nhưng mà so sánh với cái các nhà ta là bậc kinh, cái kinh này đó, kinh kinh căn này đó, thì nó còn kém lắm. Người mà lực thọ chi đọc tổng cái kinh này mà giảng cho người khác nghe đó, thì cái phước đức đó nó lớn hơn mà người chịu bố thí đó nhiều lắm. Một tâm thần nó không được bằng một mà lại nguyên màng ít thần tơ lớn thí dụ đó. Cái tơ mà thí dụ cũng không được đó, cũng là không bằng. Thế mà họ chỉ đọc tổng cái kinh này đó. Để được, nãy tôi đã nói đó, họ chỉ đọc tổng theo cái kinh này thực hành, được đặt đến tự do tự tại diễn giảng, cách thức nào.